Hi. Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay Minh sẽ giới thiệu cho anh em mỗi con xe Minh mới lấy về đó. Nó rất là đơn giản nha. Cái cách độ rất là đơn giản, nhưng mà nhìn nó đẹp và nó chất, của một cái anh chủ cũ. Ảnh là anh cũng lớn tuổi rồi, và bây giờ Minh thu lại, nhưng mà đáng lẽ là Minh sẽ làm clip cho anh em để clip bán xe á, nhưng mà một cái anh đó ảnh đã cọc sẵn rồi. Có nghĩa là anh đã cọc sẵn là Minh ơi, xe có xe đẹp đó là anh lấy luôn nha. Cho nên á, mình không có quay clip bán xe cho anh em chọn được, cho nên phải bây giờ xin ảnh. Giờ mình sẽ xin ảnh là cho em mượn để em quay clip em giới thiệu cho anh em, tại em thấy con xe này nó đơn giản nhưng mà nó rất là đẹp. Rồi bây giờ anh em ngắm xe nha. Nãy giờ anh em ngắm xe chưa? Đó, thì bây giờ tại vì á cái anh chủ xe này á ảnh ngại, ảnh không có muốn giao lưu với mình ha. Thì những anh em mà tới Minh á là đều được tặng quà từ cái tiền mà Minh làm YouTube á. Đó, không nón thì cũng nhớt, không nhớt là cũng đồ chơi đó, thì mình tặng ảnh cái nón tại vì anh cũng đứng tuổi ha. Thì mình tặng anh cái nón màu đen nè. Đó, anh cũng đứng tuổi thì cái nón này rất là phù hợp với lại những người đứng tuổi. Ảnh hình như là gần 40 á, mình là tại gần 40 đó, thì những người đứng tuổi đội đồ đội rất là ok ha. Rồi tiếp theo là những anh em trẻ tuổi, cái này là mình không có tặng nha. Cái nón này là hiện tại là Minh đang bán anh em 550.000 một cái, rất là đẹp ha. Có thể tăng chỉnh đó, đội vô nè. Đó, rất là đẹp, nhọn. Anh em thấy chưa? Đó. Cái kính này rất là chắc, không thể rớt được đâu nha anh em. Nó rất là chắc, nó bằng 500. Rất là chắc nha. Kính chắc lắm. Đó, mình phải xay lại mình để vậy. Đó, thấy chưa? Chỉ có 550k thôi. Đó, rất là chắc, không thể nào bung được. Ở trong á, đây anh em. Ở trong có nút tăng chỉnh á, anh em đầu bự á, đó, đầu to thì chỉnh dài ra, còn nhỏ thì chỉnh nhỏ vô. Đó, rất là đẹp. Rất là chắc ha. Repsol. Đó. Có đủ màu luôn anh em. Ở đây có màu đen nữa nè. Đó, ở đây có màu đen nữa. Anh em ở xa thì nói mình ship về cho. Đó, tiền ship chỉ có 20-30 ngàn thôi. Kính đen này, nón này thì kính nó ngắn hơn. Đó. Anh em có thể add Zalo Minh 0916640653. Rồi, BA nón như đó được rồi. Tại mấy anh em nói mình tìm cái nón này nhiều quá cho nên mình mới tìm cho anh em đó, ha. Đó, BA nón đó rồi. Thì đây, mình thấy con xe này lên rất là đơn giản nhưng mà nhìn nó đẹp ha. Thì đầu tiên thì như anh em thấy thì nó lên tem. Một cái tem đơn giản thôi, không có gì cầu kỳ. Thêm một số chi tiết nhỏ vô con xe nhìn rất là đẹp. Đặc biệt là tem Minh Biker. Giỡn thôi. Thì đây là lên cái kính chắn gió nè ha. Kính chắn gió. Rồi cái này nó vừa có mắt thẩm mỹ, vừa nó bảo vệ mình á, nó bảo vệ cái dàn nhựa. Cái này là dán nè, dán vô nè.
Thì khi mà mình dắt xe đi đi ăn hay là đi giữ xe á, thì khi mà xe người ta cạ vô thì người ta sẽ cạ vô cái này đầu tiên, nó không có cạ trong vàng áo, cho nên con xe này nhìn rất là mới. Rồi tiếp theo là anh lên cái chắn gió carbon nè, chắn gió trước nè, nhìn nó giống như con quái vật vậy á. Thì cái này thì khi mà anh dắt vô đụng vách tường á, thì vách tường nó sẽ đụng cái miếng này trước đó, nó sẽ không đụng vô bên trong, thì ảnh rất là kỹ ha đó. Nhưng mà đi những cái này thì một thời gian á, nó sẽ không có bền bằng cái nhựa hãng nha anh em, nó chỉ bảo vệ được một thời gian thôi, nó chỉ không có tốt và không có bền bằng cái nhựa hãng người được đó. Rồi tiếp theo là ảnh lên chống đổ trước rất là kỹ ha đó, xe là có sẵn những cái đồ bảo vệ chống đổ trước đó. Carbon nè, carbon này rất là đẹp luôn, quay kỹ cho anh em xem cái carbon này nó đẹp lắm. Rồi tiếp theo là anh lên chống đổ, là những thứ quan trọng mà cần thiết đó, đơn giản thôi nhưng mà nhìn xe rất chất. Rồi cao su đá số móc số khỏi bị rách giày rách dép, nhất là những đôi giày xịn anh em mang. Rồi tiếp theo nè, anh lên giá đỡ điện thoại nhìn rất là chắc chắn ha, toàn là đồ xịn không. Cái này là chủ cũ lên, anh chủ cũ rất là dễ thương, ảnh hay hẹn mình ra cà phê, anh em cà phê nói chuyện chơi rất là vui. Đây ốp phuộc nè, đó ốp tay lái nè cho khỏi chày nè, rất là kỹ luôn. Rồi chìa khóa nè, thấy không, đều dán hết, dán carbon rất là đẹp. Và những cái chi tiết này nhìn nó đơn giản vậy thôi nhưng mà nó không hề rẻ tiền đâu nha anh em, nó không hề rẻ tiền, nó cũng dao động từ vài trăm trở lên á. Ở đây nắp bình xăng cũng vậy, được dán nắp bình xăng carbon dành cho R15 nè đó. Rồi đây bảo vệ cho khỏi chày bình xăng nè đó, cũng là carbon, nhìn rất là xịn sò. Racing Thái Lan Sawani Khạp khứ người Thái Lan. Rồi ảnh lên như đó thôi. Rồi, ở đây có một điểm rất là đặc biệt nha anh em, quay qua đây nè, quay qua đây cho anh em xem. Thì cái bô zin nhìn nó rất là đơn giản ha, nhưng mà khi dán cái chữ AK Movit lên thì nhìn cái bô nó được cách điệu lên, nhìn nó rất là gọi là giống như độ độ rồi á. Nó giống như bô độ, nhìn nó rất là cách điệu, chỉ thêm có một chữ AK Movit thôi mà những cái cây bô mình nó có thể chất chất hơn một chút. Thì con xe này rất là can, khi Minh thu về nó chỉ có 5.000 cây thôi, 5.000 cây. Thấy lên đơn giản như vậy thôi, đơn giản như vậy không có cầu kỳ màu mè, mà mình thấy theo cái mắt nhìn của mình thì rất là ok. Những cái tem này nè là ảnh lên tem phản quang hết, ban đêm nó sẽ phản quang. Đây, ban đêm nó sẽ phản quang đó, ban đêm nó sẽ phản quang. Theo mắt nhìn anh em, đâu có cần phải độ xe kiểu này kiểu kia là đẹp đâu, mình thấy theo mình đó là cái này rất là ok. Thì những con xe phân khối nhỏ như vậy á, đi rất là tiết kiệm xăng. Và với lại là một điều như thế này, có thể những người những anh 40-50 á, thì đối với những con xe phân khối lớn như vậy hoặc là như vậy thì nó quá nặng, nó quá nặng để cho những anh đó điều khiển xe. Cho nên để thỏa mãn đam mê thì mình vẫn có thể sử dụng những con này. Những con R15 này nó không nặng nha anh em, nó nhựa không à, nên mình dắt vẫn ok. Những cái anh mà ở tuổi đó mà muốn đam mê đó, đó thì vẫn có thể sở hữu được. Chứ mà những con này nó rất là nặng, những con phân khối lớn rất là nặng. Mình chơi mà, tiền của mình thì mình chơi thôi, mình chơi phù hợp với sức khỏe. Chứ đừng có nói, nhiều người đừng có nghe miệng lời thiên hạ, cứ người ta nói xe này xe nọ xe khác, rồi cứ đua đòi theo đổi xe, cứ tới lúc đổi rồi mình dắt không nổi, hay là mình kìm nó không nổi, hay là phân khối nó quá to đi, nó quá mạnh đi, mình chạy mình kìm không nổi là không được. Như con này dán như phân khối lớn, dán moto sport bike, tiết kiệm xăng, dễ bảo trì, dễ chơi, dễ bảo dưỡng, nhẹ, đủ kìm. Có những anh em người ta chỉ chạy từ 120 đổ lại thì chạy con này quá là ok, rất là đậm. Còn mà quá mê tốc độ thì con này vẫn đỡ được, anh em vẫn chạy lên 140,
140 là quá rồi, đường Việt Nam đâu cho chạy bao nhiêu đâu. Đó thì dạo phố hoặc là trưng bày vẫn là ok, rất là hợp lý. Hy vọng sau này sẽ phát triển những cái mẫu xe như thế này cho đáp ứng nhu cầu đam mê của anh em nữa. Đó, còn những anh em mà trẻ trẻ mà mình muốn an toàn cho bản thân mình, ví dụ đâu thể nào mà từ xe bình thường mà lên luôn 1000, nó rất là mạnh, thì nó chạy rất là nguy hiểm, thì mình lên từ từ ha, 150 rồi lên 300, rồi lên 400, lên 1000, lên đó, thì nó sẽ an toàn cho mình, thì mình có quen tay lái, mình có thể kiềm được. Đó thì đây, hôm nay mình đã giới thiệu cho anh em được như vậy đó. Thì rảnh thì mình dành ra 30 phút để mình quay clip cho anh em xem. Rồi, cảm ơn anh em đã xem và subscribe cho kênh của mình Biker. Thì anh em có muốn tư vấn gì thì liên hệ số điện thoại mình 0916640653. Và đặc biệt luôn là xin lỗi anh em, tại vì công việc của mình quá nhiều, nó liên tục, cho nên không có thể trả lời hết tin nhắn anh em. Thì anh em cứ kiểu như chịu khó nhắn tin cho mình, hoặc là những giờ nghỉ thì anh em gọi điện cho mình thì mình sẽ tiếp anh em hết, hoặc là nhắn tin Zalo, tốt nhất là nhắn tin Zalo hoặc Facebook cho mình, thì mình sẽ rep anh em từ từ. Những anh em có thể bị trôi thì anh em chịu khó nhắn cho mình nhiều lên, nhắn 1-2 tin gì đó để cho nó khỏi bị trôi, chứ không phải là mình không check tin nhắn của anh em, hoặc là mình coi thường anh em, hoặc là mình không muốn đọc tin nhắn anh em. Không có đâu nha, tại vì công việc rất là nhiều, từ sáng sớm cho đến tối rồi khuya, mình phải ngồi dựng clip cho anh em nữa. Để anh em xem được những cái clip như thế này thì phải ngồi dựng khoảng 3-4 tiếng, những cái clip khó là có thể dựng 5-6 tiếng. Cho nên anh em hãy thông cảm cho mình, hiểu cho mình là được rồi, là mình vui rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của mình Biker. Và chúc anh em ngày càng thành công hơn trong công việc, và ngày càng có nhiều tiền. Nhìn thấy anh em mà càng ngày càng lên xe là biết là anh em làm ăn được, và rất là vui cho anh em.